Google rồi. Hello, đam mê cá xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay ra hồ Núi Le test mồi ngũ cốc nha các bạn, phần 2 nha. Thì hiện tại bây giờ cũng 4 giờ rồi. Thì mình cũng đang chuẩn bị trộn mồi và để đi test chỗ này. Hiện tại bây giờ chỗ này nước cạn lắm rồi, câu ok lắm. Từng người gọi mình rất tiếc là sẽ một con hàng rất là to, kéo con của chóng mình luôn. Hy vọng đợt này mình sẽ may mắn hơn, lên được con hàng to để bao nhiêu người xem. Đây, đây là mồi ngũ cốc của đam mê câu cá của mình. Đó, đây là 510 gram. Và mình hôm qua mình có trộn một ít cái bài mồi nền thô, ủ chua. Đây, coi như là có cắm chim, được khoai lang, rồi cắm bắp đồ. Đây, đó, một ít. Cái này để cho mình đánh nè, 2 ngày rồi. Đó, 6 cần đăng xe 2 ngày. Ok. Đấy. Còn đây là ngũ cốc nửa ký. Cho vô luôn. Trộn đều lên luôn. Mồi này bao thô luôn nha các bạn. Hơi bị thô luôn. Bao thơm, bao thô luôn. Đây, còn trong đây là cái mồi nền ủ chua và cái thóc ngâm. Có kèm theo cả trứng vịt nữa, mình đã làm chung vô đây luôn rồi. Và băng bó lại miệng này khỏi bị bể miệng. Bây giờ mình sẽ đổ vô một ít. Đó. Cho có hương vị thính. Giờ mình sẽ lấy lúa ra. Lúa ngâm, lúa mùi nền nè. Lúa ngâm mùi nền. Ok. Vị tanh thối đầy đủ hết. Tanh thua chôm thơm thối, khét. Đầy đủ luôn. Đó. Trộn đều lên nữa, nắng mồi và lăn xe là quyết thôi. Nói chung là hồi sáng bây giờ mình đi làm về sáng mà nghe mình nó lấy mồi ngũ cốc á, đem ra đây đánh dinh. Đây nè. Mồi ngũ cốc này không thôi nè các bạn nè, đánh trộn nước đánh thôi. Đánh được 2-3 con trôi với lại một con chép. Đẹp lắm. Mình bay cho mọi người xem. Nghe mình đợi mình ra đây xong rồi. Nó mới vừa về rồi. Về đi công việc rồi. Để mình bơ vơ để lo đen mình thôi. Còn tối thì ông bạn của mình ổng mới ra. Mà không biết ông câu chỗ nào thôi. Mà cũng có nói là cũng có ra đó. Mà chưa biết câu chỗ nào. Mùa đánh cano thì nó mềm nha các bạn, nó mềm nó xốp và nó dễ vỡ nha, nhanh tan. Đó. Chủ yếu là xuống cho cá nó ăn, dễ ăn, đỡ nhát, dễ hút mồi, dễ dính hơn thôi. Google rồi. Rồi. Trời ơi, trời đỏ.
Chua đỏ chết. Chua đỏ. Lên. Chua đỏ. Chập bá chua to. Trời đủ mà nó quên, nó quấn một nồi luôn anh Văn ơi. Chút chi chút luôn anh. Chua con chép 5 kg á bạn ơi. Ủa. Ừ. Dậy rồi nè. Này mà chép hả? Wow. Rồi mình gặp lên chép. Cái chép các bạn ơi, cái chép 4-5 kg các bạn. À, quá to này các bạn ơi, tuyệt vời chứ nè. Trời ơi, cái chép nó đã rồi, trời. Một cốc đào mèo cá mãi đỉnh nha các bạn. Trời đã các bạn ơi. Em chụp tấm hình nhé mình. Mình cân ký cho các bạn xem luôn. Lấy cái bao mà cần cái cá nha các bạn. À. Không không. Bốn ký các bạn ơi, 4 ký nha các bạn, tuyệt vời, 10 điểm, 4 ký. Bạn nghĩ sao về điều đó? Nó quắn hết 5 cây mình luôn. Đường xe cẩu vô đó luôn. Mua dầu quá hả? Làm cho ổng 80 ngàn. Rồi thôi, go rồi. Nắng rồi. Nắng rồi, nắng rồi, nắng rồi, nắng rồi. Từ từ, bình tĩnh. Nắng rồi. Không. Không biết có gì đây. Kẹp. Kẹp, kẹp nó mới gần dữ. Kẹp nữa rồi. Không, kỳ nó to nha. À, to nha. Thấy cũng giống như con qua đó, thấy có màu quá. Kẹp. Đâu giống cái mạnh đâu. Bây giờ nó dễ. Con đừng em, cho nó lui đi em, cho nó lui lại lại đi. Rồi rồi rồi, đưa bò đi, đưa bò, đi bò. Đen. Hôm qua được con nhím đen rồi. 3 ký bạn ơi. Con này to. Ôi, trời ơi. Trời ơi. Khủng lồ luôn. Em cầm camera em quay cho rõ nét em. Chết các bạn ơi. Khủng lồ. 3 ký các bạn. Hôm qua được có 4 kg rồi, hôm nay con này chúng cũng một cặp rồi bạn ơi. Nè. Trời ơi nó bự rồi trời. Đã quá bạn ơi. Ú nó dính nè. Đã quá bạn ơi. Ok. Em lấy cái cân. Cân non luôn. Đó ngay chỗ ký nha. Cái chỗ cái vỏ cái túi á. Túi nào bên? Má cái rồi dính gỗ không ra luôn em. Anh đi chỗ này á. Kiếm gì lên. Anh kiếm cái kèm á, kèm nhỏ. Ngoài á, ngoài á, ngoài á. Ngoài á. Ok các bạn xem bạn ơi. Không không nha. Chấm đuôi à. 4 ký 3. To con quá luôn. 4 ký 3 các bạn ơi. 4 ký 3.
4,3 kg nha các bạn. Ok. Con ngày hôm qua mình có 4 kg thôi. Con này tới 4,3 kg luôn. Khủng khiếp. Để xem camera coi nó có đúng chỗ nhỏ chưa. Để cao lên. 4,3 kg nha các bạn. Tuyệt vời. Một gốc đam mê cá mới đỉnh nha các bạn. Đã các bạn ơi. Quá đã. Cá chê các bạn ơi. Con cá chê nè. 7-8 lạng các bạn. Ăn sớm ghê thiệt. Trời các bạn ơi. Trời nè. Gần ký các bạn. Ok chưa? Cá trâu trắng nha các bạn. Ok. Trôi các bạn ơi. Trôi nhỏ. Nửa ký à. Ok. Đó. Dấu hiệu của mày nhớ á. Đấy, bự á. Không có giỡn đâu. Bự không nổi. Ủa quá ăn. Ăn bạn. Nặng không? Bự không? Cái trôi nữa các bạn ơi. Trôi nơi các bạn. Bạn ơi, hồ này bây giờ toàn là cái trôi này các bạn ơi. Nhiều lắm các bạn ơi. Thôi, có cá kéo cần là vui rồi các bạn ơi. Ok. Nè. Tối nay không à. Dùng dây các bạn ơi. Chưa ạ.
có phi hết mình. Phi bạn ơi. Phi nhỏ rồi. Okay. Rồi. Một con cá trôi nữa nha các bạn. Hồ le này bây giờ cá trôi này nhiều lắm các bạn ơi. Nè, size cỡ này này quá trời trời luôn. Ok. Các bạn xem clip vui vẻ các bạn. Rồi, hôm nay là cái ngày tiếp theo mình đi test cái mồm cốc phần 4 ở hồ le cho mọi người xem nè. Mình đang kiếm săn, kiếm đánh cano ở xa xa kia kìa để kiếm vài con cá to to để quay mọi người xem, nhưng mà không có các bạn ơi. Đây, được con trôi nè, sáng giờ bắt cũng khá nhiều trôi rồi. Với lại cá chê. Ok, các bạn xem video vui vẻ nha. Ok. Dây hả mày? Anh dùng dây luôn. Con này, con này chắc. Cá trôi nha các bạn. Hồ nó le đầy bây giờ chỉ có cái trôi cỡ này thôi các bạn ơi. Mình săn cá trôi to mà nó chưa vào các bạn à. Ok, các bạn xem video vui vẻ nha các bạn. Bây giờ không có cái to này xem cả cận này đổi các bạn. Hàng này gọi là hàng trôi điên. Ok. Rồi không có rồi. Đúng không báo cáo cho đỏ nha các bạn. Ký gửi. Cuối cùng cũng có cá trôi đỏ trên ký nha các bạn. Con này ký gửi các bạn. Ok chưa? Tuyệt vời. Hơi xa một tí nhưng sao? Báo thành phẩm cho các bạn xem rồi. Ok rồi. Ok. Nó nói bỏ cái giờ kia tí nữa thủng uổng. Ok nha các bạn. Hiện tại bây giờ 5 giờ rưỡi các bạn ơi. Mình tổng kết cái số ký cá trong ngày hôm nay mình câu được nha các bạn. Tôi em để cần đó, em quay giùm anh cân cá cho mọi người xem cái. Đây.
cá ngoài giỏ nha các bạn. Mặt trời lúc bụi che rồi, buổi chiều về nghe mát rồi nè, để đi. Giờ anh em nó quay giùm các bạn nè, đài cân nè, 4 số 0, 4 số 0 rồi. Em cầm ra rồi, ok. Để giờ thương cái gái cho mọi người xem nha. Thử nghiệm đi, quay tận cảnh cho nó đẹp. Đây, có cái cá trong ngày hôm nay của mình dưỡng dài rồi nè. Ủa không nha các bạn, tám ký. Ok nè, anh dỡ cao cao lên cho em qua đó. À, cá đó các bạn. Mồi cốc của các bạn đó. Ok, để đi nhiều chuyện cho to các bạn, to các bạn, to rồi. Bạn lên hàng các bạn ơi. Lên hàng, lên hàng. Đứng cây luôn mà. Trời, trời cho bự, con này hơn ký á. Trời, 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 cho đỏ, cho đỏ, cho đỏ. Trời mà, trời, trời đỏ kìa. Bự chứ, con này ký á. Trời các bạn, ký các bạn. À, ký à. Trời ơi, kéo quá. Kêu 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 kêu. Mở hàng nha. Mồi của mình trời. Mồi anh muốn ăn ta. Ờ, kì. Kì ghê. Lẫm. Trời bạn ơi, bạn tấm lạng. Trời quá bự luôn các bạn ơi. Trời nha các bạn. Ok, chú trắng ơi, báo cá, báo cá. Mồi ngô cốc mãi đỉnh. Nước bằng nước rồi. Rồi 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 rồi. Trời. Bắt
báo cá cho đàn em nha các bạn. Trời ơi, ghê lắm, lắm, lắm. Chỗ đỏ, chỗ đỏ. Chỗ đỏ nha các bạn. Kỹ. Kỹ á. Đây. Trôi tầm cỡ các bạn ơi. Kỹ kỹ không à? À. Sáng giờ anh em làm mấy con rồi. Bên kia cũng đang lên hàng kìa. Review cho mọi người xem luôn. To không bạn? Anh em lên hàng đều đều nha các bạn. Này tên gì? Chú báo đen hả? À, mình là đen không mắm. Thấy cá đây kìa. Nhỏ à? Nhỏ được, được ký á. Ký á. Không phải mè đâu. Mè nổi rồi. Trời 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 trời. Kìa trời kìa. Trời ơi. Trời nữa các bạn ơi. Trời. Trời trắng nhỏ à. Con này nửa ký à. Con này gọi là trôi điên. Con hồi nãy mới gọi trôi điên. Con này gọi là trôi mới tập. Mới tập. Đây. Ok. Thôi bây giờ mình về lại cái chào mọi người nha. Mình chuyên đề câu móc lỗ mũi. Yeah. Đây là ngôi nhà thứ hai của mấy anh em. Bây giờ mình sẽ về lại cái ngôi nhà của mình. Hôm nay là cái ngày cuối cùng mà đi test mổ cóc ở hồ Núi Le nha các bạn. Được bao nhiêu cảnh mình view lại cho mọi người xem. Đây cũng đang lên cá đây các bạn nè. Lên được con cá trôi trắng 3 lượng. 3 lượng. Hàng 3 lượng với lại hàng 5 lượng nhiều lắm các bạn. Đây là em của mình hay đi câu chung của mình. Đây. Mình này còn 4 cây, 5 cây kia thôi. Ok ok. Cao cao cao. Có chín trắng. Báo cá cho em sang nha các bạn. Nó sát cá quá các bạn ơi. Cá ăn hoài luôn. Mình ngồi mình ngó không à. Ô cá, ô cá. Lớn. Chơi rồi, chơi rồi, chơi rồi. Ừ. Mẹ. Thả em ơi. Mẹ mẹ. Báo cá, báo cá. Hôm nay sóng lớn, cá ăn nhiều các bạn ơi. Sóng sóng biển luôn nè. À. Bay người luôn mà cá nó giỏi cần cũng dữ lắm á. Mẹ mình bạn. Thấy giống mình biết rồi, giống mình biết rồi gì. Kinh mít rồi sao biết được bạn. Kinh luôn. Chào rồi. Tí nó qua chào cái gấp gấp chị. Thời gian còn dài mà. Chơi rồi. Chạy coi đó là giỏi đó là có trôi thôi à. Nặng à. Trời á. Nó không chết mà nó đi đầu thai thôi. Khóa kiếp cho nó rồi.
lưu hồng về chết đó bạn ơi. Nó vô tới đây rồi nè. Kìa. Đánh giọng bạn ơi, con cá chút xíu à. Mà nhỏ. Con cá đánh giọng các bạn ơi. Trắng. Trời. Trôi nhỏ các bạn ơi, mà đánh giọng bạn ơi. Ê, con trôi có nửa ký à. Ok. Rồi, lộm rồi. Một con trôi đỏ các bạn ơi. Sáng giờ mình mới thấy bóng dáng của nó nè. Trôi đỏ nha các bạn. Con này tầm hơn ký các bạn ơi. Mọc ú nu ú nặng luôn các bạn ơi. À, hôm nay là cái ngày thứ tư, cũng là ngày cuối cùng mình trao hộ lên Tết bộ cốc nha các bạn. Đây, giờ còn 5 cây thôi. Ăn hết cây còn 4 cây. Ăn cây nào là mình thu cây đó nha các bạn. Ok. Ok nha các bạn, mình kết thúc cái video 4 ngày 3 đêm Tết mùa cốc ở Hồ Nú Lan nha các bạn. Và nếu các bạn yêu thích cái video này, hãy nhớ cho mình xin một like. Và đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ cái video này với tất cả mọi người cùng xem nha các bạn. Chúc tất cả các bạn có một ngày xem video vẻ và tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nha. Còn bây giờ, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.